Hi, xin chào các bạn. Hôm nay là 29 Tết và cùng anh Úi dọn dẹp các lòng sóc, hồ rùa và bên Campuchia nha các bạn. Nào, hãy cùng theo anh Úi làm việc nhé. Hi, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng anh Úi dọn dẹp Tết này nha các bạn. Đấy, hôm nay là 29 Tết rồi. Phải lấy các bé sóc bay Úc ra để tắm thôi. Đây một lòng ba bé nha, ba bé trắng tinh luôn. Dòng này gọi là Lucy nha các bạn. Đấy, trắng mắt đen thôi, còn trắng mà mắt đỏ thì gọi là Albino. Còn dưới đây là các bé sóc bay thường nè. Nãy mình mới tắm xong. Nhìn nó bớt ra dữ lắm. Đấy, tắm xong thì nó dơ hầy luôn. Okay. Bây giờ đến tắm đến ba bé sắp bay út trắng nữa. Phải quay trước khi tắm nên nhìn cho nó đỡ gớm. Tắm xong là dễ hay à. Các bạn đợi xíu nhé, lát sẽ quay tiếp nhé. Đây, nãy giờ mình tắm xong thì phải lấy một cái khăn bự lâu nha các bạn. Giờ anh Ú vừa làm vừa dọn nên có người phụ quay. Đấy. Các bạn sợ mà bị cắn thì lấy một cái khăn hoặc là nguyên cái áo cũ bự luôn cho nó dễ. Sóc thì rất là ít tắm, nhưng mà một năm thì mình cũng nên tắm một lần nha. Đấy. Nó bận lắm thì cũng cuối năm cũng sẽ lấy các bé ra tắm. Rảnh thì một tháng tắm một lần là tốt nhất nha. Đấy, nhưng mà có ai mà lười lắm thì một năm mang nguyên cái lồng ra xịt, xịt xong thì lau vậy đó. Tại sao chúng ta phải lau? Bởi vì để tự động nó khô cũng được, nhưng mà sợ sẽ dính vô cái lồng nè. Lồng mình xài lâu sẽ bị rỉ sét, cho nên là nó sẽ bám vô lông mấy bé trắng cũng đã lâu rồi, nhưng mà nó cũng hơi vàng vàng. Các bạn kỹ hơn, chăm sóc kỹ hơn thì có thể dùng máy sấy nha. Tắm xong sấy liền nó sẽ sạch hơn. Mới tắm xong dễ liền rồi con. Đấy. Còn mang chuồng trại, vệ sinh chuồng trại ra phơi nắng. Một năm thì mình nên tổng vệ sinh một lần. Nhà này nó bận đi làm nên cũng chỉ có nuôi sóc bay út chơi vài bé thôi. Một lòng tầm 4 bé sóc bay út thường. Thường mà nó cũng có mặt trắng rồi, cũng có Lucy lẫn lộn luôn, được cái lẫn lộn. Đây là tuyển ba bé một được hai cái Lucy. Không biết chừng nào có baby. Cái bé này thì được nuôi bên Campuchia các bạn. Đấy, còn ở Việt Nam thì trại sóc bay út của anh Ú rồi. Rất là đa dạng phong phú màu, các bạn thích thì cứ đặt là có. Nói chung mình nuôi sóc cũng nhàn. Khi đi làm về bận rộn thì có mấy bé này bầu bạn chơi cũng vui nha. Bây giờ nó sẽ dọn dẹp tiếp bên rùa, nhện, rồi chuột nữa. Bên cam thì nuôi không có nhiều như hồi trước ở Việt Nam, nhưng mà cũng phải dọn dẹp cuối năm. Ôi, tắm xong nằm phê kìa. Này. Xíu nhé, xíu coi tiếp nha các bạn. Đây, dọn lòng sóc xong thì còn dư thì tận dụng miếng chuối cho cùng mũi lợn ăn luôn nha các bạn. Đấy. Mũi lợn ăn được trái cây nha các bạn. Này, bỏ chuối vô là ăn thôi. Ngon lành. Đoạn dư của sóc là chi trái cây như chuối, còn là cứ lấy cho mũi lợn ăn. Lát rồi thay nước hồn mũi lợn luôn. Dơ rồi. Này. Ăn rất là ngon lành, khí thế. Chuối thì ăn mềm, dễ ăn nha các bạn. Mà nhớ canh là ăn xong thì thay nước, hoặc là bắt bé riêng ra một cái xô để cho ăn. Sao con? Thấy quay hình là ngưng ăn ha. Ê, cho lên hình xíu nha. Ôi. Ok, sẽ ăn tiếp đi. Lát là thay bây giờ. Mình là dọn dẹp tiếp đi nha các bạn. Còn nhiều việc để làm nữa. Sau khi dọn xong các lòng sóc bay út thì bây giờ chúng ta sẽ qua dọn dẹp tới các bé nhện và cho ăn nhện trước Tết luôn nha các bạn. Đấy. Hay lót chuồng mới sạch sẽ rồi nha. Tết nên cái gì cũng phải mới nha các bạn. Đấy, bé sóc là. Sau khi phơi nắng thì đã khô lông. Cho ăn bắp bồi dưỡng liền. Đấy, mướt lại liền.
Cái bây giờ mình sẽ cho nhà ăn nha các bạn. Này, trước Tết thì anh Hù đã nhập một lô nhện qua bên kia để cho các khách bên cam nuôi thêm các bạn. Đấy, rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ coi thằng bé. Trong này có bọ cạp, có nhện. Ok, giờ chúng ta sẽ chạy các cái nhện trước. Nhện để nuôi rất là đơn giản nha, chỉ cần trong cái hộp này đã ok rồi đó. Khi mà các bạn nuôi nhện luôn luôn có tặng kèm mà hộp và đất nuôi giống vậy luôn. Rồi. Đây, bọ cạp nha các bạn. Bọ cạp thì sẽ lót đất nha. Bò. Đang hồi mình sẽ cho tất cả các bé này luôn nha các bạn. Rất là thú vị nha. Đó thì trước khi mà các bạn đâu chơi xa thì cứ xịt ẩm rồi cho ăn một con sâu, thế là xong. Nuôi nhện thì vô cùng nhẹ. Con đào hang nữa nha các bạn. Đấy, các bạn thấy nhện đất, nhện đào hang rất là vui. Đó. Này. Còn nguyên ống luôn, bữa nhập qua là nó chưa có chui ra, thế từ từ mới chui ống ra. Lát mình sẽ tiến hành lấy ống này ra luôn nha. Đây, bé nhện này nó to nè, nuôi nhện cũng mau lớn nha, 2-3 tháng các bạn nhìn lại là thấy nó to liền, rất là vui nha các bạn. Đấy. Khi mà lớn thì mình chỉ cần đổi một cái hộp thôi, cái hộp này thì các bạn có thể mua ngoài chợ, mấy hộp chè, hộp cơm, hộp canh á. Nếu đẹp thì mình có thể mua hộp chai chuyên dụng cho nhện. Còn mà muốn chơi được nhện nhất thì cứ để hộp, mấy hộp này là ok nha. Đây. Hộp này là hộp chuyên dụng nè. Dạo này anh Hùng không có nhập được cái loại này. Các bạn nhớ nha, cẩn thận nha. Cái logo là để hở gì hơn là không bị chui ra đó. Thì chúng ta phải kiểm kê, mình sẽ thay đất, chăm đất, thêm đất nào này ẩm và phủ ẩm cho các bé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng làm nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thay hộp nuôi bọ cạp nhé mày. Khoe cái những mới con ruồi nuôi tháng này, em mới mua Tết này nha. Đấy, những ruồi rất là đẹp nha các bạn, là bằng bạc luôn. Nó thích thì qua Tết nhớ để dành tiền để sẽ mua cái nhẫn đeo nha, rất là ngầu. Đấy. Okay. Cái bọ cạp này nhiều khi nhập anh cũng không có nhớ tên đâu, nên chúng ta cứ thay nền lót chuồng xong lát hồi sẽ hỏi bạn chuyên gia nhờ thực vấn của sẽ nên cho biết nó là nhận cái bọ cạp gì. Bé này thì nó hơi nhỏ nha các bạn, thế nên mình sẽ thay một cái hộp bên này không cho đẹp, hơi khó. Chúng ta không thể nào mà quá mạnh mà thô bạo với các bé này. Mình sẽ dùng cái nhện, một cái hộp nhỏ nhỏ này để chiết nó qua. Nhện hay bọ cạp có nhiều bạn hỏi là có độc hay không. Mình sẽ nói là độc ít hay nhiều thôi. Cái bé nào cũng có khả năng có độc. Mình nghe gọi là độc chết người thì không đến nỗi nào chứ các bạn. Đấy. Cái chuyện hộp này rất đơn giản thôi. Rồi nhẹ nhàng bỏ cái qua cái hộp mới. Chúng ta phải luôn dịu dàng đến từng phút giây đấy. Yep, stop. Mình nhớ kiểm tra lại cái bình nha. Đừng có lấy nước xịt kiến hay nước xịt thơm quần áo xịt vô là toan đấy. Nhiều bạn cứ ẩu cái là lại khóc hận. Xịt một nửa bên nha, giống vậy nè. Đấy.
nó để nắp lại để kiểu có con thằng lằn gì nó vô nó ăn mất công. Tạm thời để nó một bên. Ta còn hai quả cam này. Rất là đẹp đấy các bạn. Thì cái chè còn sống nha. Thì lúc nó nằm cứ đơ đơ. Mình nó còn sống hay không? Làm vệ sinh thì cũng đơn giản thôi. Gấp mấy cái nhỏ nhỏ này nè. Phân đó các bạn. Con gì ăn mà không bị. Cái gấp kia thôi. Mua quần cát là sạch lắm nha. Cái này thì ok, hộp này là vừa luôn. Mình sẽ không thay. Sẽ tắm thôi. Thì là được nha. Tiếp tục đến một bé này. Nó cũng hơi nhỏ mà để hộp này. Mình sẵn có dư cái hộp này mình sẽ đổi. Mình sẽ đổi hộp cho bé luôn. Cát nuôi như các bạn thấy là cát có hai loại đúng không? Một loại là loại trắng, một loại vàng. Thì cá là các bạn muốn nuôi cát cát nào thì cũng được. Yếu là cho nó đẹp thôi. Chứ dòng bọ cạp này thì bọ cạp sa mạc mà. Đấy. Có những bé mà tông trắng thì nên đi với cát nền nền cam cho nổi. Hoặc mình có thể nuôi bằng cát nền vàng. Đấy. Mình lại cũng tiến hành chuyển bé giống như hồi nãy luôn. Đối là đừng có lấy cây nhíp mà gấp vô người bé nha, lỡ tổn thương cái gì đó thì hơi sót đấy. Cứ từ từ. Cái bộ cạp hay nhện thì không bội được đâu. Ê, bé này có vẻ không ngoan như trước rồi. Nên nha. Tại nhện có thể leo ra ngoài được. Đây. Thế là đã chuyển hộp xong. Chúng ta đứng xịt ẩm thôi. Nửa gì là được. Ẩm thì ẩm vừa nha, đừng ẩm quá. Các bạn nên tìm hiểu thêm chi tiết hơn. Đây, còn cái cát này thì chúng ta cất vô đây để dành. Khi nào các bé mà cái mà dơ quá thì chúng ta nên thay. Mà nuôi nhện thì đầu 1 tháng, 2 tháng có khi cả năm thay lần cũng được, không sao các bạn. Này. Nãy là mình nhớ là sẽ có một cầm để bọ cạp một bên, lát mình sẽ tiến hành tiếp. Này. Bọ cạp là còn 3 bé nha. Này là bên Campuchia thôi. Việt Nam thì cũng bao nhiêu cũng có. Nãy là chúng ta đã tiến hành bỏ cà phê, chúng ta sẽ chuyển nhện tiếp. Đây, hộp này bé nhện này là nhện Vien Blue nè. Mình không nhớ thì lát sẽ hỏi lại. Nhập nhiều quá nhiều khi không nhớ. Nếu mà được tặng kèm thêm nên sẽ phải chuyển. Cái này chúng ta chưa chuyển nên chuẩn bị một cái hộp luôn. Hộp trái đất. Đây. Bạn có thể lấy bùn dừa cũng được. Mua cái đất mà chuyên dụng dành cho nuôi nhện bò cạp. Rồi về cái đó thì nó sẽ nguyên dĩ hơn. Còn bùn dừa thì các bạn nhớ gây nha. Đừng có để mấy cái sơ dừa này. Đi nó vướng vô chân của nhện thì tốt chứ lắm. Cứ gây cho nó giữ sạch ra vậy là ok. Đó là chuẩn bị phù hợp luôn. Bạn cứ cho nhiều nhiều vô. Tại mình sạch cũng như mình. Có bé nó thích
đào hang nó sẽ tạo một hệ sinh thái rất là thú vị. Đây, sẽ cảm như luôn. Sẽ thành nửa bên thôi nha. Tường là gì? Bất cứ nhà nào thì cũng rất là đơn giản. Cái không đơn giản là lúc mà chúng ta chuyển hợp. Đây, các bạn thấy. Thì mới có một ngày chưa chuyển hợp thì nó đã dăng nhà xung quanh, dăng tơ. Là nhà nó sẽ không thích cái cảm giác mà chống chảy, nên nếu mà không có hang chú thì nó sẽ dăng tơ giống vậy. Và gói đi đường lúc nào cũng có giấy này, cái giấy để giữ ẩm, giấy như mình thôi, khăn giấy xịt ẩm vô. Giờ thì tiến hành chuyển. Đây. May là bé này nó không có chạy nhiều. Xong, thế là chúng ta đã sang được cái hộp. Thì ngắm bé một xíu. Chú ý là có một số dòng nó sẽ chạy rất nhanh, giống như dòng OBT các bạn. Đẹp chứ. Xong được nhà một nhành nữa. Thì chúng ta đến hồi nãy có một nhành mà trong ống chưa có lấy, các bạn có nhớ là hộp nào không nhỉ? Đây, một bé pilot. Bữa là đổ ra mà nó chưa có từ chui chịu chui ống ra, hôm nay mới chịu nè. Đây, sẽ lắp mấy cái sợi dừa này ra luôn. Có số nhện rất là chỉ rất là nhanh nha, như OBT nên hạn chế, còn mấy bé này đều ok, có thể thoải mái. Mở hộp nó không có phóng đi. Tha hồ chơi ngắm rất là đẹp. Mình tiến hành xịt ẩm gốc. Đừng xịt lên nhện nha, kẻo nó bị cảm. Thì mình sẽ tiến hành cho các bạn đợi xíu nhé.